Rồi. Thường thì mình sẽ không nói nhiều về những cái hệ thống đèn vốn là có trên xe. Vì vốn dĩ á, tới hiện tại cái thiết kế và của xe vẫn giữ nó lại, tức là nó có cái tính năng riêng của nó và không thể thay thế được. Không. Bây giờ trên xe chúng ta ngoài hệ thống đèn chiếu pha chính, chúng ta sẽ còn cái hệ thống đèn thứ hai, đó là đèn gầm cản phía trước, hoặc là đèn pha sương, hay còn gọi là fog lamp ha. À, đối với hệ thống đèn chính của xe chúng ta sử dụng chữ lam chứ không sử dụng chữ light ha, fog lam hay còn gọi là đèn mắt ếch đó. Rồi, à, fog lam. Thế thì điều kiện nào để sử dụng cái đèn này? Thì cái đèn này nó nằm ở bên dưới xe ha, à, xe. Trên đây là hệ thống chiếu sáng chính, thì fog lam sẽ nằm đây. Rồi. Tác dụng chính á, của cái đèn pha nó sẽ tạo ra cái luồng sáng đi thẳng. Còn cos á, nó sẽ tạo ra một cái luồng sáng xuống đường ở tầm trung mà. Đó. Đây là tầm của đèn cos và pha. Còn fog lamp nó sẽ tạo ra vùng sáng ngay đây. Xuống đây. Thì vùng sáng này có ý nghĩa gì mà nhà sản xuất giữ nó lại? Tức là trong điều kiện thời tiết xấu không? Như là mưa, sương hay tuyết á, khi mà cái hệ thống đèn chính nó không còn thể đảm đương được nữa, thì khi đó trên đường chúng ta còn phải giải phân cách. Thì cái đèn fog lamp này là một cái đèn có công suất rất là lớn, công suất của nó có thể tương đương với đèn lớn trên mà nó chỉ có hai bóng thôi. Thì thông thường á, thì cái đèn này thời sử dụng halogen á, thì nó có một cái nhiệt năng rất là lớn. Thì khi mà bật nó lên để chúng ta thấy được cái dải phân cách nằm ở trên đường và chúng ta bám theo cái tia đường để chúng ta di chuyển chậm an toàn nha, và nó hỗ trợ cho cái hệ thống ánh sáng chính. Rồi, đèn fog lamp là gì ta biết không? Thiết kế của đèn fog lamp thì đèn fog lamp nó được thiết kế với là một cái gương cầu, cái lồng cầu và đèn bóng đèn ở đây. Khi ánh sáng chiếu phản xạ vào chó, các góc được thiết kế để hắt cái ánh sáng nó xuống đường chứ không cho ánh sáng nó đi thẳng. Và góc chiếu sáng của cái đèn nó không phải là như cái góc thẳng này, góc này là vậy mình vẽ khi nãy hơi quên khi thẳng tay. Nó sẽ đi xuống như này. Ok. Và từ khoảng cách từ đầu xe trong khoảng tầm 7 đến 10 khoảng tầm 5 đến 7 mét á, nó nằm trong khoảng đó. Để chi? Để chúng ta thấy được cái vật ở phía trước đầu xe, tại vì đèn fog lamp là cái đèn nằm ở vị trí thấp nhất ở phía trước của xe và nó sẽ đưa cái lượng ánh sáng nó xuống đường để chúng ta bám vào cái tìm đường nha. Và cái thiết kế này của fog lamp nó được đưa ra qua rất là nhiều cái thời kỳ và rất là nhiều những cái sự cãi nhau, thì họ vẫn phải giữ cái thiết kế này, tại vì đây là thiết kế tiêu chuẩn. Và tất cả các đèn sau này, kể cả đèn bi LED hay laser hay bất cứ thằng nào không, đều phải tuân theo nguyên tắc là phải chiếu xuống cái khoảng cách 5 đến 7 mét trước đầu xe và tối đa là từ 10 mét cho tới 12 mét trở lại để thấy được cái khoảng cách đó. Rồi. Rồi, cái đèn fog lamp thì cái nguyên lý nào được? À, khoan, đây. Chúng ta phải tiếp cho đây này. Tại sao cái đèn gầm á, fog lamp á, luôn được khuyến khích sử dụng halogen và xenon? Rồi, có một điều á, mà tất cả các nhà sản xuất LED á, không cho các bạn biết á, đó là xenon. Nha. Mạnh hơn LED. Đây là chân lý bất di bất dịch ha. Thì trước đó các bạn muốn tìm hiểu xenon tại sao mạnh hơn LED, các bạn sẽ tìm trên YouTube, nó sẽ có cái clip để phải giải thích ra. Còn nó ngắn gọn là khi mà chúng ta sử dụng một nguồn điện 24.000V, chúng ta phóng vào môi trường một chất trơ hay không, để đốt cháy chất khí xenon để đốt lên ánh sáng đó, thì đó là luồng hồ quang. Thì chưa có một cái đèn LED nào sáng được như hồ quang, các bạn hiểu không? Thì LED nó có thể mô phỏng lượng sáng hồ quang nhưng mà không sáng bằng. Thứ hai, hồ quang có năng lượng nhiệt, halogen thì càng nóng cháy càng sáng, và năng lượng ánh sáng của nó mang theo nhiệt độ. Xenon đi qua thấu kính cũng giữ theo nhiệt độ ở trong bản chất ánh sáng của nó. Thế thì người ta khuyến khích sử dụng halogen và xenon tại sao? Vì khi nằm ở vị trí này, cái luồng ánh sáng của halogen một phần nhiệt lượng tỏa ra sẽ làm tan cái lớp sương ngay đây, để cho ánh sáng được hắt tới.
Còn đối với xenon, khi ánh sáng xenon tỏa ra thẳng xuống đây, luồng ánh sáng của xenon và kèm theo nhiệt màu nó sẽ giải tỏa cái lớp xương nằm ở khu vực xa hơn và rộng hơn, nên các bước sáng của halogen các bạn thấy sẽ nằm ở vùng tiệm cận đầu xe, nó khoảng tầm từ 3 đến 7 mét, còn thằng xenon thường nó sẽ đẩy lên khoảng tầm 10 mét hơn. Người ta khuyến khích sử dụng hàng này chỉ vì điều này nè: nhiệt độ trong ánh sáng nhé. Rồi, nguyên lý và định lý nào được sử dụng và được áp dụng cho cái cách xuyên xương của đèn gầm? Xuyên xương là gì? Chúng ta sẽ có 3 cái yếu tố quyết định. Thứ nhất là màu sắc đối với ánh mắt con người. Tại sao tất cả các loại đèn gầm đều nằm ở cái ngưỡng ánh sáng vàng? Tại vì đối với một ánh sáng vàng á, ánh sáng đơn sắc á, đơn sắc, vàng là ánh sáng đơn sắc, thì nó giúp cho mắt nhận diện rõ vật thể một cách nhanh nhất và nhạy nhất. Vật thể rõ, nhanh, nhạy. Nhưng ánh sáng trắng thì trắng nó lại là không phải là màu mà nó là sắc, hay không? Sắc trắng thì có để cho các bạn nhìn rõ, nhìn được rộng và thấy rõ, chứ nó không giúp các bạn thấy nhanh và nhạy được. Rồi, cái nhiệt năng trong ánh sáng, ví dụ như bình thường các bạn đi dưới ánh sáng mặt trời đúng không, các bạn thấy nắng các bạn có nóng không, có đúng không, thì đó là nhiệt lượng được tỏa ra từ mặt trời. Thì những cái loại đèn cũng vậy, từ halogen ha, xenon, thì cái hai cái này đều có nhiệt độ trong ánh sáng của nó. Nhưng led thì ngược lại, led nó chiếu cái lượng ánh sáng nó ra là dựa trên chip led, và trong ánh sáng của led là mô phỏng màu, chiếu màu nhưng không có nhiệt màu đúng, tức là nhiệt độ trong ánh sáng đúng. Mà để đáp ứng được cái chuỗi nhiệt độ trong ánh sáng đúng mà của led á, thì chắc phải mua đèn của mẹ vậy đi cho nó dễ, chứ còn mấy hãng như